Cây này cây trang đỏ nha bạn, cây này cây uống đàng hoàng nha, cây uống bài bản đàng hoàng nha, chứ không phải là cây xé tàn đâu nha, nuôi từ một cái chốt ra luôn á, nên cái tàn nhìn nó, tàn nhìn có nét lắm. Một hai ba đàng hoàng lên ngọn đàng hoàng luôn. Cây này là chiều cao tới một hai, chiều cao tới đây là khoảng 37 38 á. Còn cái cốt cây nó bự hơn ngón tay cái tôi chút nha các bạn. Già cây rồi. Mấy cái hoành này nói chung là cây nhỏ nha các bạn. Hoành này các bạn so sánh với chai nước thì chứ hoành nó nhỏ, chứ không phải cây lớn đâu, nó bự hơn. Cả cái hộc vẹt á. Bự hơn ngón tay cái khúc trên, nó cỡ ngón tay cái khúc dưới, nó bự hơn ngón tay cái. Nhưng mà nó ngọ nhỏ hơn ngón chân cái, nó không bự bằng ngón chân cái, cái góc mới được, cỡ ngón chân cái thôi. Sát góc mới được. Cây này xuống là cái đế đẹp lắm. Đế nó thấy nó bủa ra. Cái này trang nha bạn. Mốt chỗ này nó ra nó xé cái tàn của bạn lên cái tháp gia này luôn, mốt chỗ này xé ra nè. Xé mấy cái này ra nè. Cây này cây uống nha, chứ không phải cây xé tàn nha bạn. Xé tàn là tận dụng những cái cây mà nó có sẵn ngoài tự nhiên á, khai thác về rồi xé ra. Cái đó thì cành nhánh không có bền các bạn, sao này nó dễ chết bậy bạ lắm. Những cái cây xé tàn các bạn chăm không kỹ là nó dễ chết tàn lắm. Trang này trồng trong chậu là phải thay đất thường xuyên nha bạn, thay phân thay đất thường xuyên nha. Nó cũng lẹ lắm, bộ tàn mà thấy không làm khá công phu á. Làm được cái bộ tàn này cũng phải 2 năm mà chứ không ít đâu. Tại trang rất là lâu, trồng nó ra được một cái tược cả khúc là cả năm rồi. Vô dàn xương nữa, cái này mình nghĩ chắc bộ tàn này chắc khoảng 2 năm. 2 năm đến 2 năm rưỡi. Tại tàn làm bài bản chứ không phải tàn cành nhánh tận dụng, nuôi từ một cái chốt ở trong ra luôn. Trang đỏ nha bạn, trang đỏ lá nhỏ. Chiều nó có mấy bông mà mình nó tàn là mình lắc mình dục luôn. Còn ở chỗ. Cho mini. Trang đỏ lá nhỏ truyền thống nha các bạn.